Ok anh em nhé, đây là cái phần quan trọng nhất, là phần test micro. Ở đây thì em đang sử dụng cái mic DB450 hay là mã. Đó. 1 2 6 7 8 9 10 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tiếng quá tuyệt vời luôn. Tiếng rất là bắt luôn anh em nhé. 1 2 3. Hát đi anh. Xin chào mọi người, hiện tại mình đang có mặt ở Hà Trung, Thanh Hóa, đang ở trong sân vận động này để làm review một combo sự kiện cho anh em ở trong Thanh Hóa trải nghiệm combo Live Array của DB Aquatic. Thì hiện tại đơn vị chúng em đang chuẩn bị khui thùng và lên cấu hình cho anh em cùng tham khảo. Anh em chờ em một lát nhé, em sẽ lên cấu hình và test thử chất nhạc và chất micro cho anh em cùng tham khảo và trải nghiệm cái cấu hình này nhé. Đó, loa DB Aquatic rất là chất, loa là dai. Sub 218S bản mới. Đấy. Còn là sử dụng công suất dành cho riêng cho sự kiện, côn 125, rất là gấu, cực kỳ gấu luôn. Dành cho phòng bar, dành cho bar và những cái phòng hát công suất lớn. Đấy. Ở đây thì loa D-Ray 112. Con này sử dụng một bát 30, hai tấp kèn. Bát neo hết anh em nhé. Công suất thì rất là đơn giản thôi, dàn này cực kỳ gọn nhẹ, sử dụng một con D15 1500W một kênh và một con 4 kênh TA-408 để đánh combo này. Đó, đây, Mr. Thái và anh Hoàng đang bóc hàng ra. Cấu hình này thì anh em phục vụ cho độ khoảng tiệc cưới, anh em sử dụng cho tiệc cưới là hợp lý nhất nhé. Còn sự kiện thì anh em lên làm thêm một tay nữa và làm thêm một mic lâu nữa. Súp này thì đảm bảo với anh em là súp này nó cân được. Súp này cân được anh ạ. Đó, cho anh em xem con súp này rất là nặng. Súp thì là từ thường nha các bác nhé. Súp thì em khuyên các bác là nên chơi từ thường. Chơi từ thường thì tiếng nó sẽ rất là đầm. Đấy, chơi từ neo thì lợi thế là nó nhẹ nhưng mà tiếng nó lại không đầm, không trôi bằng, không đi xa bằng súp từ thường được. Súp từ neo thì được cái lợi thế nó nhẹ thôi. Cũng không to lắm đâu anh ạ. Nếu mà so với bình thường những con súp khác thì nó bề ngang của nó còn nhỏ hơn đấy. Không gấp đôi đâu, nó to hơn tí. Nếu mà bình thường những con súp 50 khác thì nó sẽ cao hơn tầm này. Con này là nhỏ đấy, con này là vừa ấy. Ông cái này là khoảng 57 phân anh ạ. Bát đã 50 phân rồi. Đó. Đây là các bạn ở trong Thanh Hóa, trong thành phố Thanh Hóa ra để trải nghiệm. Ok được thì chốt luôn. Không, xe đi không mang dao đi công an bắt hết. Làm gì tới 30 cân anh? Nó từ neo thôi, nó nhẹ lắm. Tất cả đều là từ neo ấy. À, mỗi bên hai cái anh. Một bát hai kèn anh ạ. Vâng. Đó. Trông đặt lên nó nhỏ xíu à. Đấy. Cái này là bên hãng họ thiết kế là có liền mid low nữa, nếu mà đặt cả mid low lên thì rất là đẹp. Đấy. Nói thế này nhưng mà doanh thu cuối năm 2021 rồi bán rẻ đi để đây cho anh em xem nhé. Đây là cái mẫu loa. Ô tô nhá. Rất là đẹp. Bên em đầu năm cũng bán rẻ mà. Anh em nhìn cái lớp sơn này. Đây là lớp sơn lì, sơn cáp. Nó này chống chảy rất là tốt. Sản phẩm hoàn thiện rất là cao. 25 triệu một đôi các bác nhé. Đấy, anh em xem này, tìm những cái tay này. Hôm nào sẽ có một cái buổi review kỹ hơn về cái nội thất bên trong, driver của nó. Đấy. Công suất max là 2000W, trở kháng 8 ohm. Độ nhạy lên tới 103 dB. Độ nhạy rất là cao, anh em không cần con đẩy công suất lớn thì cũng có thể chơi được nó. Đó. Ngược anh ạ. Ngược. Nâng hẳn lên. Này,
quay lại đúng không? Anh em cuối năm rồi. Ngày 28 là 9 rồi. Nếu được, đấy. Nếu được thì chốt luôn. Chúng bài 40%. Nhìn chất không? Bộ này đi làm uy tín lắm. Anh nâng lên một tí xong rồi. Đấy. Thường đi làm như này thì các bác hai người làm thì rất là thoải mái. Còn những bộ sự kiện khác thì rất là vất vả. Đơn vị chúng em vừa mới ghép lối mà nhá. Đây là cái quá trình đang ping noise lên để kiểm tra hệ thống loa và cắn phây lại sao cho chuẩn nhất. Đó. Ở đây thì đang sử dụng một con DKD1500 này, D4.8 này, micro 450 và mixer số MX6 của DB này. Rồi anh em chờ em lát nhá, sẽ lên nhạc luôn cho anh em, không để anh em chờ lâu. Ok mọi người nhá, sau một thời gian setup khá là lâu, đây, anh em mời anh em đeo tai nghe nhá. Wow. Em đeo tai nghe để cảm nhận tiếng bát nhá. Bọn em cằn rất là hay luôn. Và anh em đang mua bia ra đây để ngồi này. Đó. Wow. Căng lên một chút nữa nhá. Sân vận động này, môi trường rất là mở luôn. Wow.
đây anh em nhé, đây là cái phần quan trọng nhất, cái phần test micro. Ở đây thì em đang sử dụng cái mic DB450 hay là mã. Đó. 1 2 6 7 8 9 10 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tiếng quá tuyệt vời luôn. Tiếng rất là bắt luôn anh em nhé. 1 2 3. Hát đi anh. Vì những gì anh đã cho, anh biết rằng trên thế gian này chẳng còn ai được như em. Anh chẳng thể nào ngừng yêu em vì niềm vui bên em quá lớn. Dẫu thế nào anh sẽ chẳng bao lâu để mất em trong cuộc đời. Một chiều hành quân
được tin em gái mất chiếc thuyền như vỡ đôi. Mấy lúc không nghe được em nói, không nhìn được ngày về, rồi một chiều đơn sơ để không chết người cháy cõi nữa mà chết người em nhỏ hầu vương đuôi chăn trò. Quá hay. Xin cảm ơn tất cả anh em nào có ý kiến gì thì hãy để lại đóng góp ý kiến ở bên phía dưới phần bình luận để em sẽ càng ngày càng phát huy kênh của em hơn. Xin cảm ơn anh em đã xem hết cái video này. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới nhất em đăng trên kênh của em hàng ngày. Anh em có nhu cầu lên những cái bộ dàn như này thì có thể liên hệ trực tiếp qua cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.